Biệt thự di động tiền tỷ của Dẫn Sông Nước, nội thất cực hiện đại. Đối với những ai sinh sống ở khu vực sông nước, chắc chắn không còn xa lạ gì với cảnh ăn ngủ trên thuyền. Thậm chí họ còn xây dựng cả ngôi nhà di động trên ghe tàu để tiện cho việc sinh hoạt. Mới đây, mạng xã hội đang dần dần chia sẻ hình ảnh một biệt thự di động trên xà lan của bà con miền Tây sông nước, khiến ai nấy đều trầm trồ. Được biết, những hình ảnh này được chị Kim Ngân, một YouTuber chuyên làm các clip về cuộc sống sông nước trên xà lan chia sẻ. Theo đó, chiếc xà lan này có trọng tải lên tới 3.050 tấn. Hồi tối lúc mà ra tới đây, cái có một cái chiếc ghe 3.500 đang cặp ở ngoài ngon. 3.500 chiếc ghe lai 3.500 lần cả nhà. Đi qua thôi. Đi qua tham quan ghe lai nha. Đang đại quá. Ôi cả nhà vô tham quan ghe lai 3.500 cả nhà ơi. Wow. Quá trời ở trong quá trời rộng luôn. Đây một phòng ngủ nè, bên đây một phòng ngủ, hai phòng ngủ. Lúc trước cha Ngân cũng tính đóng hai phòng ngủ giống vậy nè. Trời ơi, cái ghe nó rộng cả nhà. Đây cả thích nhất cái này là trang thờ với xà lan nè. Mỗi cái chiếc xà lan hoặc ghe lai thì mình đều có trang thờ hoặc là trang ông địa. Cái này của mình là cái tải nó nhiều ha các bạn. 3.050 đăng kiểm. Dạ. Bị ngang 10 10,4. Dạ. Đó, buồng lái ở trước nè. Đắm là mới có ba ký máy rồi thêm ký kia nữa. Rất là rộng luôn. Qua hình ảnh được ghi lại, có thể thấy nội thất bên trong vô cùng tiện nghi, hiện đại, không khác gì một căn nhà kiên cố trên đất liền. Đúng. Trong xà lan có đầy đủ bộ bàn ghế gỗ, tivi, tủ lạnh, tủ bếp, nhà vệ sinh hay cả giường. Thậm chí chiếc xà lan này còn có tới 2 phòng ngủ cực rộng rãi. Bên trên xà lan còn được chủ nhân trồng rất nhiều loại rau và hoa. Sau khi đăng tải, hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự trầm trồ, không ngờ ngay trên tàu thuyền lại có thể xây dựng được một căn nhà di động hoành tráng đến như vậy. Bạn thấy hình ảnh căn biệt thự di động trên chiếc xà lan này như thế nào? Comment ngay cho TV Trends được biết với nha! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé!